Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài học có tựa đề Tôi yêu Sài Gòn. Các em hãy mở quyển sách giáo khoa ra, trang số 109. Cô sẽ hướng dẫn cho các em đọc bài và làm bài của bài học ngày hôm nay nha. Đầu tiên sẽ là phần các em ghép các chữ cái và thêm dấu thanh nếu các em thấy cần thiết để tạo thành cái từ ngữ chỉ tên, tỉnh và thành phố. Các em quan sát cái hình ảnh ở bên dưới để chúng ta ghép lại. Đây là những chữ cái. Bây giờ cô và các em cùng nhau ghép chữ để chúng ta sẽ tạo thành cái từ ngữ chỉ tỉnh và thành phố. Cô ví dụ, cô có Hà, dấu quyền đó là Hà Nội. Cô sẽ ghép thành chữ Hà Nội. Rồi, ngoài chữ Hà Nội ra, chúng ta sẽ ghép được chữ Sờ, ai sai quyền Sài. Sài Gòn. Và chữ Sài Gòn. Các em xem. Ngoài ra các em còn ghép được cái tiếng nào nữa hay không? Nếu hết rồi, cô sẽ chuyển sang phần bài đọc. Bài đọc ngày hôm nay có tựa đề Tôi yêu Sài Gòn. Đây là hình ảnh rất là đẹp của Sài Gòn. Và đây là chợ Bến Thành. Hình ảnh của chợ Bến Thành nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Các em nào nếu ở Sài Gòn, chắc chắn chúng ta sẽ biết được chợ Bến Thành. Tôi yêu Sài Gòn. Tôi yêu nắng sớm Sài Gòn. Tôi yêu những buổi chiều lộng gió. Tôi yêu cả những cơn mưa rào bất ngờ ập xuống. Tôi yêu phố phường dập dìu xe cộ. Tôi yêu những con phố khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yêu những buổi sáng tinh sương, thành phố yên ắng trong làn không khí mát dịu. Tôi yêu những con đường rợp bóng hàng me. Tôi yêu những hàng cây sao, cây dầu cao vút. Đây đó những tán lá xanh, những chú sóc nâu nhanh nhẹn chuyền cành. Thỉnh thoảng trồng vòm lá vài chị sáo, chị sẻ, chị vành khuyên ríu rít chuyện trò. Khi xuân sang, những cánh én chao liện giữa trời xanh. Tôi yêu những con người thân thiện, trên môi luôn nở nụ cười. Tôi yêu những con người hào hiệp, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Yêu biết mấy Sài Gòn của tôi, theo Minh Hương. Sài Gòn còn có nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh đó các em. Bài đọc cô đã đọc rồi. Bài đọc Tôi yêu Sài Gòn rất là hay đúng không nào? Các em ơi, các em đọc bài thì chúng ta lưu ý các em sẽ được ngừng khi gặp cái dấu phẩy hoặc là cái dấu chấm để bài đọc chúng ta thêm diễn cảm hay thêm nữa. Và bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần trả lời câu hỏi. Đầu tiên, câu số 1, các em sẽ tìm những từ ngữ chỉ thời tiết và đặc điểm của phố phường Sài Gòn. Trong bài đọc, cô thấy những cái đặc điểm của phố phường Sài Gòn đó là nắng nè, lộng gió nè, và có cả cơn mưa rào nữa. Những cái từ ngữ chỉ thời tiết và đặc điểm của phố phường Sài Gòn là, chúng ta thấy nè, Sài Gòn thì có nắng sớm Sài Gòn nè, có nắng sớm nè. Rồi ngoài ra còn có những buổi chiều thì gió lộng. Buổi chiều thì gió lộng. Buổi sáng thì nắng sớm. Rồi, còn có gì nữa?
Những cái cơn mưa rào, đúng rồi, có những cơn mưa rào. Cả những cái cơn mưa rào nữa. Đó, đó là câu trả lời thứ nhất. Câu hỏi số 2, những con đường Sài Gòn có gì đẹp? Con đường ở Sài Gòn thì có gì đẹp các em? Cô thấy có dập dìu xe cộ nè, khuya thì thưa thớt tiếng ồn, rợp bóng hàng me, rồi hàng cây sao, rồi cây dầu thì cao vút. Thứ nhất nè, cô thấy nè, đường Sài Gòn nè có nè, phố phường dập dìu xe cộ, đó là một cái đẹp nè. Rồi cái đẹp thứ hai nữa đó là con phố á, những cái con phố khuya thì thưa thớt tiếng ồn. Tiếp theo, buổi sáng tinh sương á, những cái buổi sáng tinh sương thì thành phố yên ắng, trong làng không khí mát dịu. Rồi tiếp nữa, cô thấy nè, có những cái con đường rợp bóng hàng me nè, đó là những cái hình ảnh đẹp của Sài Gòn. Rồi lại có cái những cái hàng cây sao nữa, đó đó là những cái mà tôi yêu, đó là những cái đẹp. Rồi cây dầu cao vút, đó là những cái rất là đẹp. Để trả lời cho câu hỏi số 2, câu hỏi số 3, vì sao tác giả yêu người Sài Gòn? Vì con người Sài Gòn rất là thân thiện và trên môi luôn nở cái nụ cười. Rồi các em sẽ cầm cái thước lên, chúng ta sẽ gạch nè. Vì những con người luôn vì những con người luôn thân thiện và trên môi luôn nở cái nụ cười. Đó, nên tác giả yêu cái người Sài Gòn. Đó là câu trả lời số 3. Tiếp theo câu số 4, theo em tình cảm của tác giả với người Sài Gòn như thế nào? Đó là tình cảm của tác giả với Sài Gòn, đó là yêu Sài Gòn và tự hào về Sài Gòn. Đó là yêu biết mấy Sài Gòn của tôi. Câu số 4, yêu biết mấy Sài Gòn của tôi. Thì tác giả tự hào về về Sài Gòn nữa. Tự hào về Sài Gòn. Chấm. Yêu Sài Gòn. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần viết. Các em sẽ nghe và viết tôi yêu Sài Gòn. Từ tôi yêu những con đường cho đến chuyện trò. Câu B thì các em sẽ chọn vần eo hoặc là vần oe thích hợp với mỗi bông hoa và thêm cái dấu thanh nếu các em thấy cần thiết. Dưới ánh nắng vàng hoe. Dưới ánh nắng vàng hoe. Cô sẽ điền vần oe. O e e. Cánh phượng hồng khoe sắc. Cũng o e e luôn. Lá reo cùng tiếng ve.
mở tròn xoe. Con mắt theo Lâm Huy. Rồi câu C, các em đặt câu để phân biệt các cặp từ sau. Sau, sau. Phần này nếu các em muốn tìm hiểu kỹ hơn, được hướng dẫn kỹ hơn, chúng ta sẽ chuyển sang bên cái phần vở bài tập tiếng Việt lớp 2 của cô ha. Ví dụ như mẹ đang bắt sâu cho rau ở ngoài vườn. Rồi, sau này là em sâu kim giúp bà may áo. Sôi. Mẹ đang nấu nước sôi sùng sục. Còn cái này sôi. Hôm nay buổi sáng em ăn sôi rất ngon. Bác. Bác. Bác là anh của ba em. Còn bên đây bác. Mẹ đi chợ mới mua bộ bát mới. Rác. Mỗi ngày nhà em đều có các chú đến lấy rác, dọn vệ sinh. Còn cái này rác. Em bị ngã nên rác hết cả đầu gối. Cô chuyển sang câu số 3. Câu số 3 các em sẽ tìm những từ ngữ chỉ tình cảm với đất nước. Tự hào. Rồi, yêu nước. Trung thành. Bảo vệ. Câu 4, các em đặt từ 2 đến 3 câu giới thiệu một cảnh đẹp mà em biết theo mẫu. Ai? Hồ Tây là một cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội. Hay là chúng ta có thể nói là chùa Một Cột là ngôi chùa độc đáo của thủ đô Hà Nội. Hoặc là bãi biển Nhật Lệ là bãi biển đẹp và tươi mát của tỉnh Quảng Bình. Câu B, các em bày tỏ tình cảm với một cảnh đẹp mà em đã có dịp đến thăm. Ví dụ như là em rất yêu đảo Lý Sơn vì sự bình yên và thân thiện của người dân nơi đây. Cô chuyển sang phần số 6 đó, phần luyện tập nói và viết tình cảm với cái người thân. Các em nói về tình cảm của em với một người thân trong gia đình theo gợi ý. Người đó là ai? Em và người đó thường cùng làm việc gì? Tình cảm của em đối với người đó như thế nào? Đó là mẹ của em. Mẹ thường cùng em dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Em yêu quý mẹ vô cùng. Đó, rất là đơn giản. Rồi các em viết từ 4 đến 5 câu về nội dung các em vừa nói. Chúng ta sẽ viết vào. Các em muốn tìm hiểu nhiều hơn về cái phần bài tập, các em hãy sang bên phần quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 2 của cô đó, bên Chân Trời Sáng Tạo, các em sẽ được cô hướng dẫn kỹ hơn ha. Và bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên góc tay phải để nhận được những cái bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.